Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure. Hôm nay có một cái clip rất là đặc biệt là mình sẽ quay lại cho mọi người xem cái quá trình mà mình làm cái hệ thống điện solar và second battery, pin điện thứ hai ở trên xe hơi cho chiếc xe đi cắm trại của mình. Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, YNK Adventure. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. YNK Adventure. Cái hệ thống mà solar và pin điện thứ hai này á là mình sẽ làm với cái budget build, là sẽ kiếm những cái thứ mà giá rẻ hợp lý để mà hoàn thành các cái project này. Thì có những cái món đồ không phải là rẻ nhất khi các bạn kiếm trên thị trường, nhưng mà những cái món đồ đó với mình là giá cả hợp lý và nó thích hợp cho cái project này của mình thì mình sẽ chọn nha. Mục đích mình quay lại cái video này là muốn chia sẻ với mọi người, những bạn mà đang muốn nghiên cứu và tìm hiểu cái cách thức làm ra cái hệ thống điện năng lượng mặt trời và pin điện thứ hai cho xe hơi á, thì các bạn sẽ có cái idea sau khi xem cái video này của mình. Mình xin nhắc lại, đây không phải là cái clip hướng dẫn cách làm ra hệ thống năng lượng mặt trời và pin điện thứ hai trên xe hơi. Tại vì nếu mà mình quay clip hướng dẫn á thì nó sẽ rất là mất thời gian, thì mình sẽ không đi chi tiết về nhiều thứ trong cái quá trình mình làm, mà mình sẽ quay qua cho mọi người là từ lúc start tới lúc finish nó sẽ như thế nào. Còn bây giờ á, mình sẽ đi vào chi tiết từng món cho mọi người xem là cần những cái thứ quan trọng nào nhá. Thì hiện tại á, đồ của mình mua là về gần hết rồi, chỉ có một số món đồ á, là ngày mai về một ít nữa và ngày mốt về một ít nữa. Phần đa những cái món đồ này á, đã tìm hiểu và xem cái giá sale lúc giá tốt nhất thì mình mới đi mua. Cho nên mọi người nếu mà có build cái hệ thống này á, thì mọi người đừng có đi mua liền mà phải lên kế hoạch là cần những cái thứ gì rồi mới bắt đầu săn giá rẻ thì mới mua nhá, mua dần. Chứ những cái món này cũng phải là mình mua một lúc nữa, mà những cái là sale thì mình sẽ mua xong để dành, đợi từ một ngày rảnh mình sẽ hoàn thiện một cái project như thế này. Thì như vậy các bạn sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với mọi người những cái sản phẩm mà mình sẽ sử dụng trong cái project này của tụi mình nhá. Đầu tiên sẽ là cái tấm hút năng lượng mặt trời solar panel. Thì loại của mình mua là cái loại foldable, có thể fold lại được. Nếu mà mình muốn gắn ở trên cái chân xe thì mình phải đổ cái bracket để có thể gắn được cái loại foldable này. Rồi đến cái chỗ mà cắm trại á, mình có thể tháo cả cái foldable này ra, xong rồi mình để ở chỗ nào có nắng á. Còn xe của mình, lều của mình setup ở cái chỗ gym thì như vậy rất là tiện. Như người ta sẽ mua cái loại fix để mà gắn lên trên chân xe luôn chứ không tháo rời được. Nhưng mà vì xe mình á, nhiều khi mình cần để đồ ở trên cái roof rack á, thì trong quá trình mà mình chạy xe từ nhà tới cái chỗ cắm trại thì lúc đó xe đang vận hành thì có thể sạc được pin điện ở trên xe, thì không cần phải đến năng lượng mặt trời. Chỉ có những lúc á mà xe dừng lại quá lâu, máy không hoạt động, thì lúc đó cái pin điện thứ hai nó sẽ bị tiêu hao nếu mà mình có cái tủ lạnh ở trên xe. Cho nên là trước mắt mình ưu tiên cho cái foldable solar panel trước, tại vì cái đó nó sẽ portable, mình có thể di chuyển ở những nơi có nắng để cho nó hút năng lượng mặt trời vào nhiều hơn, để có thể sạc được cái pin điện thứ hai của mình một cách hiệu quả nhất. Thì mình chọn cái option là mua cái solar panel dạng foldable nhé, có thể gấp lại được. Đây là cái hộp solar panel của tụi mình. Cái loại panel này á là 160W. Với cái solar mà mình mới giới thiệu cho mọi người á, là cái đó nó đã đi kèm với cái controller, là cho những bạn á mà có hộp pin điện thứ hai mà kiểu portable á, là chỉ cần connect cả cái solar panel này vào cả cái pin điện á là có thể sử dụng được liền. Và trên cái controller này á là đã có những cái cổng USB để các bạn có thể sạc điện thoại hoặc là sạc những cái phụ kiện mà các bạn dùng đó, rất là tiện luôn. Và cái hộp solar này mình mua á, là nó đã đi kèm cả cái carry bag để có thể pack đồ vào trong đấy, rất là tiện. Có thể để cái solar vào trong cái túi á thì tránh cái việc va đập để làm bị hư hỏng cái solar. Ban đầu mình không tính mua cái loại foldable này, tại vì cái foldable này á nó khá là mắc. Cái giá gốc của cái này á là để $300, nhưng mà giống như kiểu người ta muốn clearance á, người ta bán hết đi để mà đời mới ra, cho nên á người ta để cái giá sale này xuống là còn $180 thôi, thay vì $300 thì còn $180. Nên mình quất luôn cả cái bộ này. Cái sản phẩm thứ hai mà mình giới thiệu cho mọi người đó là cái bình điện thứ hai để gắn trên xe. Cái xe của mình á, cái chỗ sau nó khá chật, cho nên mình lựa chọn là cái bình điện dạng slim, là nó nhỏ gọn như thế này. Thì cái pin điện này á là cái dung lượng của nó là 120A, và để cho cái mục đích sử dụng của mình á thì mình thấy khá ổn. Mình nhắm là trong cái setup này á, tụi mình chỉ để cao lắm á là một cái tủ lạnh vừa vừa thôi, cỡ khoảng 65 lít nếu tương lai mình có điều kiện. Thì
Bên cạnh đó, mình chỉ sạc điện thoại này, rồi sạc máy quay phim của mình này và sạc karaoke để mang đi để giải trí cùng với mọi người. Bây giờ đã có là solar, rồi đã có bình điện thứ hai. Thì cái quan trọng tiếp theo, cái bộ controller để mà có thể connect vào bình điện ở trên xe, nó sẽ giúp cho là khi xe bàn mà đê máy á, có thể sạc được bình điện thứ hai này. Và cái bộ mà xử lý này á, là có thể kết nối với cái solar để giúp cho cái solar đi qua đây, cái năng lượng mặt trời solar đi qua đây, xong rồi có thể sạc được cái bình điện thứ hai. Cái hãng mình mua cho cái bộ xử lý này á là của hãng Renogy, và mình review sản phẩm này á thì mình thấy được rất là nhiều bình luận tốt về cái sản phẩm này, cho nên mình sẽ thử dùng cái sản phẩm này xem như thế nào. Cái giá thành của cái sản phẩm này á rất là hợp lý để cho những cái bạn mà mới start làm cái hệ thống điện năng lượng mặt trời á, có thể xem xét và cân nhắc mua cái sản phẩm này nhá. Ban đầu á là mình tính sử dụng cái sản phẩm Red Arc của Úc, nhưng mà cái sản phẩm đó giá thành rất là mắc, chất lượng thì không phải bàn rồi, chất lượng rất là tốt luôn, tạo nên thương hiệu luôn. Nhưng mà vì cái project này của mình á là budget build, kiếm những cái sản phẩm mà giá thành vừa hợp lý vừa rẻ nhất để mà tạo nên cái project này, cho nên là mình bỏ qua cái option là sử dụng sản phẩm Red Arc nhá. Rồi sản phẩm tiếp theo là cái sản phẩm mà Bluetooth kết nối với cái bộ sạc này. Thì cái này á giúp cho bạn kết nối được điện thoại vào cái hệ thống này để cho các bạn biết là năng lượng mặt trời đi vào trong hệ thống sạc cho hệ thống bao nhiêu. Và cái giá của cái này á nó khá rẻ, chỉ có 39 đồng cho một cái bộ này thôi. Đó là ba phần chính mà mình giới thiệu với mọi người, là solar panel này, bình điện thứ hai này và cái bộ controller để sạc cho cái bình điện thứ hai kết nối với solar. Một cái thứ tư quan trọng mà mình sẽ sử dụng khá nhiều, đó là cái inverter. Sau khi hoàn thành hệ thống nối vào bình điện thứ hai này thì các bạn có thể gắm ví dụ như microwave này, rồi máy sấy tóc, máy nấu nước, nói chung là những vật dụng ở nhà các bạn có thể nối vào cái inverter đó, có thể xài như ở nhà luôn. Nhưng mà tùy vào cái inverter, tùy vào cái watt mà maximum các bạn gắn vào á, thì lúc mà sai sản phẩm thì các bạn nhớ để ý. Tại vì giống như những cái máy nấu nước hoặc máy sấy tóc thì cái watt của nó cao, thì các bạn không muốn sai quá. Giống như cái loại này của mình á, là đến từ hãng Red Arc, là cái hãng rất tốt của Úc mà lúc này mình giới thiệu với mọi người. Thì cái này do mình có từ trước, cho nên là trong cái project này á, mình sẽ lấy ra mình xài luôn. Còn những bạn nào mà chưa có cái inverter này mà muốn tìm hiểu, muốn mua, thì các bạn có thể nghiên cứu sản phẩm của cái hãng King này. Mình có xem quá thì hình như là cái 3000W á, là cỡ khoảng mấy trăm đô đó thôi, nó rất là hợp lý luôn. Cái độ bền á, thì mình chưa chắc là sẽ hơn cái hãng này, nhưng mà cái chất lượng với cái giá tiền đó thì mình thấy khá tốt để các bạn xem xét nhá. Thì trong cái project này á, mình sẽ không tính cái tiền của cái inverter này vào đây, tại vì mình đã có từ trước. Tiếp theo mình cần một cái tủ, gọi là giống như kiểu cái tủ điện á, là để những cái kết nối, những cái câu chi, những cái ổ điện trong đó để mình giấu lại cho nó an toàn và nó thẩm mỹ. Thì ban đầu á là mình tính mua đồ về mình build, nhưng mà cuối cùng á là vợ mình come up với cái idea là mua cả cái hộp mà first aid, là cái first mà y tế á. Thì cái hộp này á giá của nó chỉ có 60 đô thôi, nhưng mà là hộp sắt chất lượng rất là tốt và nó chắc chắn, mà cái size của nó là đúng cái size mà mình mong muốn nữa. Tại vì ban đầu mình tính mua đồ về mình modify để fit vào xe, nhưng mà có sẵn cái hộp này á thì sẽ tiết kiệm thời gian, thì dành thời gian đó để mình hoàn thành cái hệ thống này nhanh hơn nữa. Đây cũng là một cái option mà mình muốn chia sẻ với mọi người, là nếu ai muốn làm á có thể mua cả cái hộp điện này, là về các bạn có thể build customize tất cả mọi thứ luôn. Còn nếu mọi người muốn khỏe hơn, không cần phải build như mình nhá, tại vì mình là mình muốn build theo cái ý của mình, thì mọi người có thể xem xét cái hộp mà accessory của cái hàng King này. Nó có rất là nhiều cổng kết nối, giá của nó chỉ có 99 đô thôi, cho nên là cho những bạn mà muốn tiết kiệm thời gian á, có thể xem xét cái sản phẩm đó. Tiếp theo là cái ổ điện mà mình sẽ gắn vào trong cái bảng điện này, để từ ổ điện này nối vô cái hộp mà inverter của mình. Thì vì cái hộp mà inverter của mình á là chỉ có được một cổng output thôi, thì cái này là chia ra được 4 cổng thì mình có thể gắn được nhiều ổ hơn. Nhưng mà khi các bạn sử dụng 4 cổng này á, thì các bạn chú ý là cái inverter của mình á là cái loại 2000W, thì các bạn gắn vào đây những cái thiết bị các bạn phải tính rằng là không được vượt quá 2000W, chứ không á nó sẽ bị chập điện, nó sẽ có thể nó bị cháy cái inverter. Thì để bảo vệ cái inverter đó thì các bạn phải nhớ là
cắm sản phẩm gì vào bốn cái ổ cắm này thì phải tính là ví dụ như mình cắm cái microwave vào đây thì cái loại mình mua là có thể 600W chẳng hạn, xong rồi mình cắm cái sản phẩm thứ hai, tất cả mọi thứ cắm vào đây mà dưới 2000W là tốt nhất. Của mình 2000W thì mình sẽ cắm kiểu maximum cỡ khoảng 1800 thôi, để cho cái bộ mà inverter này của mình quá tải thì sử dụng nó sẽ bền hơn. Rồi mình có mua thêm cái hộp mà connection cho cái đường dây điện để cái này có thể gắn vào cái battery, để lúc mình làm dây điện á, mình gắn vào cái battery nó dễ dàng hơn, nó tiện hơn. Đó. Rồi đây là có cái cổng để mình bắn cái này vào trong cả cái hộp điện này của mình á. Thì thay vì mình phải drill từng cả cái lỗ để luồn giấy vào á, xong rồi phải gắn cả cái đồ để mà siêu cả cái lỗ đó để cho nó khỏi bị xước vào cái thanh của cái hộp điện này, thì mình dùng cái hộp này á, nó có cái lỗ ở giữa này, đó là các bạn có thể luồn nhiều dây điện vào một cái lỗ này, mà nó có cái brush ở đấy á, là để chống bụi nữa, rất là tốt luôn. Thì cái này ban đầu là mình không tính sử dụng, nhưng mà mình nghĩ lại trong nhà mình có cái sản phẩm này á, thì xài cái này nó sẽ tiện hơn. Và lúc các bạn mà luôn dây mới vào á, có thể luôn qua đây thoải mái, chứ không phải là đi lo là drill cả cái lỗ mới nữa. Cho nên mình thấy cái idea mà sử dụng cái này là khá là hay. Còn đây á, là cái kết nối Edison Plug, được khá nhiều người sử dụng trong cái lúc mà làm xe, tại vì cái này á, kết nối là tháo vô tháo ra rất là tiện luôn. Đây là một số cái câu chi mà mình sẽ sử dụng cho những cái dây điện chính từ cái battery của xe đi ra cái battery thứ hai, và trong cái hệ thống điện mình sẽ làm luôn nha. Còn đây là cái hộp câu chi, giống như kiểu cái câu chi tổng á, để cho những cái thứ accessory á từ cái mình điện thứ hai này á phải đi qua đây đã, rồi mới đi ra cái output để các bạn gắn vào. Ví dụ như sạc điện thoại thì lỡ có bị chập gì á, nó sẽ đứt cái câu chi trước khi là nó làm hư cái thiết bị điện tử của mình. Và bên cạnh đó thì mình có một số loại dây điện, ví dụ như loại dây này là để kết nối với pin điện, dây khá lớn luôn. Dây điện này á thì khá mắc. Rồi dây điện trắng này á là dây điện mà mình sẽ sử dụng để kết nối từ cái ổ inverter này đi qua cái bảng điện này của mình. Đó, là dây điện này là dây điện dân dùng ở nhà nhá. Nó có hai loại khác nhau. Đó là cái phần giới thiệu về những cái sản phẩm mà mình sẽ sử dụng trong cái project này. Bây giờ mình sẽ mở cái hộp này ra và mình xem, mình sẽ thiết kế để đặt những cái đồ điện, những cái vị trí mình mong muốn, làm sao cho nó thích hợp cho cái project của mình và cái sử dụng của mình là dễ dàng hơn nhá. Bây giờ mình sẽ mở hộp cả cái bộ mà để đồ y tế này, để xem ở trong này cái thiết kế của người ta như thế nào. Xong rồi mình sẽ set up cái hệ thống điện của mình ở trong này. Đó. Đúng ra nếu mà mình có thời gian á, thì mình chỉ đem cái bộ này đi powder coat lại, đi sơn lại thành màu đen á, thì nó sẽ đẹp hơn nhiều. Nhưng mà thôi, vì thời gian nó không cho phép, đợt này mình muốn hoàn thành trong 4 ngày nghỉ lễ á, cho nên là mình sẽ làm cái này. Rồi sau này nếu mà mình muốn á, mình có thể tháo ra, mình đem đi sơn thì cũng không có vấn đề gì cả. Cái hộp này á, ở trong nó có những cái shell như thế này, thì rất có thể là mình sẽ tháo bớt đi để mà mình để đồ điện của mình. Đó, và có cái ổ khóa, mình sẽ khóa lại thì nó sẽ an toàn hơn. Lỡ người không để ý á, thì mở ra đây xem, thì lỡ bị giật điện hay là bị gì đó với cái inverter của mình á, thì nó sẽ không có tốt. Khá ưng ý với cái hộp này, tại vì chỉ có là 60 đồng thôi mà mua được cái hộp này, thì tiết kiệm rất là nhiều thời gian để mà mình build cái hộp này luôn á. Thì bây giờ mình sẽ nghiên cứu về cái hộp này, cái cách mà mình đặt đồ ở trong này, xong rồi mình sẽ cho mọi người xem thêm. Bây giờ mình sẽ mở hai cái hộp này cho mọi người xem nhá. Đây. Loại này á, là cái loại 30A, là lúc mà sạc á, nó sẽ sạc maximum power là 30A nhá. Thì ví dụ như các bạn có solar thì chia ra là solar 15, rồi cái bộ sạc ở trên xe, cái pin điện thứ nhất đó, là 15A, là hai cái còn lại là maximum là chỉ được 30A thôi. Người ta có cho đi kèm thêm cái temperature sensor cho cái pin điện, là đi kèm với cái bộ sạc này luôn, rất là tiện. Đây, trong này là có một cái câu chi đi kèm rất là bự luôn. Để mình coi cái câu chi này là bao nhiêu em đây. Câu chi này 40A. Đó, có đi kèm luôn. Dây này
là cái dây kết nối với những cái xe mới á, mà có smart alternator. Những cái mà smart alternator đó á, là cần phải có cái dây này giống như kiểu bypass để nó charge cho cái bình điện thứ hai đó khi gắn với cái bộ này. Cho mọi người xem lại một lần nữa cái hộp của nó này. Đó, khá là gọn mà nhìn cũng khá đẹp luôn. Thì các bạn chú ý, nếu mà mua như mình có sử dụng solar thì nó có hai option, thì một loại là dành cho không có solar và một loại là dành cho có solar, thì mình sẽ chọn cái loại dành cho có solar nhá, solar input á. Ok rồi, mình mở nốt cả cái hộp bluetooth này. Đó, nó chỉ gọn như vậy thôi. Hả? Thì cái này là kết nối vô cái hộp này bằng cái đầu dây này là xong, kết nối với điện thoại nữa là ok. Hiện tại mình mới ươm thử các cái hộp để bỏ đồ điện ở trong này của mình này. Đó, thì cái inverter của mình á là sẽ để đây, rồi còn cái bộ sạc cho cái second battery á là mình dự tính sẽ ở đó. Đó là cái hộp này mọi người coi này, là mình mua xong cái vừa khịt cả cái size cho cái inverter luôn, hay không? Bây giờ mình sẽ ươm vào cái lỗ để mà secure mấy cái đồ này lại, hai cái đồ này lại. Đó, mình sẽ khoan lỗ xong rồi mình vặn mấy cái vít này vào nhá. Như vậy là nó sẽ rất là chắc chắn luôn. Mình vừa mới vẽ các cái lỗ này này để cắt cái này ra, xong rồi cho cái cover này lên trên. Đó là mấy cái sợi dây điện sẽ đi qua cái lỗ này và đi vào trong cái hệ thống. Đó, thì nó sẽ rất là gọn luôn, thay vì phải drill từng cái lỗ. Mà làm như thế này á là sẽ bảo vệ được mấy cái dây. Như vậy là mình vừa mới cắt xong cái lỗ này này. Bây giờ mình sẽ thử bỏ cái cover vào thử xem nhá. Đây, mình mới cho cái cover ở trên này. Đó, nhìn rất là hợp lý và gọn gàng luôn. Bây giờ mình sẽ clean up những cái chỗ mình cắt này lại để cho nó bị sharp á, là xong, ok. Cái chỗ này là mình vừa mark để mà cắt, để mà gắn cái bảng điện, để mà sử dụng những cái đồ gia dụng ở nhà này. Đó, là mình sẽ để vào đây. Đó, quá hợp lý luôn. Bây giờ mình khoan cái lỗ xong cái bắt đầu mình sẽ đi cắt cái này ra. Cho mọi người xem mình vừa cắt cái lỗ để mà gắn cái bảng điện này vô nè. Vừa khít vừa đẹp luôn. Cho nên mình mua cái bộ này, mình làm cái bảng điện cho mình á, có cái ổ khóa khóa lại. Thì trong này á, mấy cái chỗ này này sẽ rất là an toàn luôn, chứ không ai lỡ bị vô ý á đụng vào cái là sẽ rất là nguy hiểm. Sau khi mình cắt cái lỗ này xong á, thì mình sẽ dùng cả cái này vợ mình mua là dành cho mấy cái siêu của mấy cái xe hơi á. Đó, thì chỉ cần bỏ vào như thế này nha. Yeah, đó là sẽ rất an toàn, không bị đứt tay là một này. Rồi á, dây điện vào đây á là sẽ không bị xước, giống như kiểu lúc mà chạy xe á, thì nó sẽ không bị ma sát vô xong bị đứt dây điện. Đó, mà nhìn nào thẩm mỹ không đấy. Rồi, xong đoạn này mình chỉ cần cắt ngắn lại nữa thôi là ok này. Rồi, cắt cái này. Nó vào. Là vừa đẹp luôn. Yeah, bây giờ cho bao nhiêu dây điện vào đây cũng không sợ. Quá hợp lý luôn. Mình mới gắn xong cả cái chỗ để mà luôn dây điện vào trong này. Đó, quá hợp lý luôn. Bây giờ gắn cái cover vào. Thấy đẹp chưa? Đấy, kiểu đường trước này chút nữa gắn cover vào này là đẹp, nhưng mà mình chưa gắn. Tại vì mình muốn đi xong dây điện là xong rồi gắn cover vào cuối cùng để nó đỡ bị xước. Update cho mọi người xem một chút này, là mình đã lắp xong cái inverter rồi, và mình đã cắt xong cái ổ điện để sử dụng các thiết bị 240V. Còn đây á là cái bộ sạc cho cái bình điện thứ hai này. Đó, thì cái dây này là dây input của cái solar. Còn dây này là dây cho cái bình điện từ xe của mình á chạy vào đây. Còn bên này á là cái dây output để gắn vào cái bình điện thứ hai. Còn cái này á là cái dây
cực ấm cho tất cả hệ thống luôn. Thì mình sẽ đi dây xong, mình gắn cái cover này lại này. Bên này là xong rồi này. Đó, sẽ gắn cover như vậy lại. Rồi mình đi dây bên này tiếp nữa là xong, sẽ gắn vào bên này. Đây là cái panel phía trước này. Đó, rồi bên này là có hệ thống Bluetooth này. Rồi những cái này là những cái input, ví dụ như solar hoặc là cái bình điện từ xe. Đó, rồi cái inverter. Thì mình làm theo cái hệ thống như thế này á, là mình tự thiết kế, là khi mà các bạn mà có đổi xe hoặc là có thay thế thì chỉ cần bưng cái thùng này ra và swap thôi, chứ không cần phải cắt dây hay là mở vít để mà tháo những cái dây điện ra, rất là phiền luôn. Thì mình xài cái hệ thống dây là cái đầu cắm là Edison plug đó, nó rất là tiện và rất là tốt, an toàn luôn nha.